Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh cho phép tàu cảnh sát biển bắn tàu Việt Nam khi cần. Hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 1, trong Trung Quốc đã thông qua một đạo luật lần đầu tiên công khai cho phép cảnh sát biển Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài mà trong đó có cả tàu Việt Nam. Một động thái có thể làm dậy sóng các vùng biển đang trong vùng tranh chấp chung quanh Trung Quốc. Và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trên Biển Đông. Bắc Kinh đã điều tàu hải cảnh đánh đuổi các tàu cá của các nước và đôi khi đánh chìm những tàu này, và vừa qua Việt Nam là một trong những nạn nhân đó. Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc, cũng thông qua luật hải cảnh vào hôm 22 tháng 1, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Theo văn bản dự thảo luật công bố trước, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn và tránh các mối đe dọa từ các tàu nước ngoài. Đây là hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Quốc. Luật ghi rõ các điều kiện nên sử dụng các loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí cầm tay, vũ khí gắn trên tàu hoặc vũ khí từ máy bay có thể được sử dụng. Như vậy, giờ đây Trung Quốc không còn cần đâm húc tàu Việt Nam và khi cần họ sẵn sàng bắn chìm. Và đạo luật cho phép nhân viên hải cảnh phá hủy cấu trúc do các nước khác xây trên những bãi đá, bãi cạn mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Đồng thời cho phép hải cảnh Trung Quốc lên tàu và lục soát các tàu nước ngoài đi lại trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Đạo luật còn cho phép lực lượng hải cảnh tạo ra các khu cấm tạm thời khi cần thiết để chặn các tàu khác hay nhân sự nước khác xâm nhập. Trước các quan ngại của các nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Ánh, vào hôm thứ Sáu nói luật hải cảnh của Trung Quốc phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều khoản đầu tiên của đạo luật giải thích luật này là cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền hàng hải của Trung Quốc. Luật cảnh sát biển được thông qua 7 năm sau khi Trung Quốc sát nhập nhiều cơ quan thực thi pháp luật dân sự để thành lập Cục Hải cảnh Trung Quốc. Cục Hải cảnh chính thức trở thành một chi nhánh của lực lượng quân sự trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào năm 2018. Theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nói rằng luật hải cảnh giúp bảo vệ hiệu quả cái gọi là các quyền lợi trên biển, an ninh và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, tờ báo Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã chạy dòng tiết như sau. Trung Quốc thông qua luật hải cảnh bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Điếu Ngư. Nhật Bản và Trung Quốc hiện có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku hoặc Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Đây là hình ảnh lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và một tàu giám sát hàng hải của Trung Quốc trong một lần tiến sát nhau gần quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Hãng tin Bloomberg vào ngày 23 tháng 1 cho rằng động thái trên của Trung Quốc có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm tại các vùng biển tranh chấp. Bloomberg lưu ý rằng tàu hải cảnh Trung Quốc thường tiếp xúc gần và đôi khi có các cuộc đối đầu căng thẳng với các tàu nước ngoài khi họ khẳng định các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là sai trái. Vào hồi tháng 11 năm 2020, khi xuất hiện dự luật hải cảnh trên, Bloomberg từng trích lời bình luận của Phó Giáo sư Trương Minh Lượng của Đại học Ký Nam ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên hải cảnh của Trung Quốc được trao quyền lực một cách rõ ràng theo luật để sử dụng vũ khí ở vùng biển tranh chấp. Điều này sẽ làm phức tạp tình hình vốn đã căng thẳng ở Biển Đông và có thể bị các nước láng giềng cũng như Mỹ phản đối. Theo tờ báo Nine Asia, động thái trên của Trung Quốc đặc biệt gây báo động với Nhật Bản khi nước này phải đối phó với số vụ xâm nhập ngày càng tăng và thường xuyên của tàu Trung Quốc tại vùng biển và vùng nước quanh quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Thông tin cho biết hơn 1.000 tàu của Trung Quốc đã đi vào các khu vực quanh quần đảo này năm ngoái. Giới chuyên gia đánh giá dự luật hải cảnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua có thể trở thành cơn đau đầu đối với chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga, theo hãng tin Kyodo. Cũng theo hãng tin Kyodo, Tokyo buộc phải xem xét cẩn thận cách thức xây dựng quan hệ tốt với Bắc Kinh. Tân Tổng thống Mỹ Biden được cho là đã nói với ông Suga rằng điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật sẽ có hiệu lực bao trùm cả quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, đồng nghĩa với Washington sẽ bảo vệ Tokyo trong trường hợp xảy ra xung đột tại đây. Và nói trước báo giới vào hôm 22 tháng 1, Ngoại trưởng Nhật Bản Mochiti cho biết
nước này sẽ giám sát các hoạt động của Trung Quốc với mức độ quan tâm cao, đồng thời cho biết Nhật Bản đã liên tục gửi công hàm phản đối các hoạt động của Hải cảnh Trung Quốc gần quần đảo Senkaku điếu ngư. Đây là hình ảnh tàu tuần duyên của Nhật Bản bám sát một tàu cảnh sát biển Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhà phân tích Christian Lee, một công ty tư vấn chiến lược ở Anh cho rằng luật hải cảnh của Trung Quốc đánh vào trái tim chính sách tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Đối với Mỹ, quyền đi lại vô hại của tàu chiến trong lãnh hải là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của những nguyên tắc tự do biển cả mà Mỹ luôn nhấn mạnh và bảo vệ. Trung Quốc thì không công nhận quyền đi lại vô hại của tàu chiến trong lãnh hải của mình. Điều 6 trong luật hải cảnh và tiếp giáp với lãnh hải năm 1992 của Trung Quốc yêu cầu tàu chiến đi vào lãnh hải của Trung Quốc phải được sự cho phép của Trung Quốc. Đây là một trong những điểm bất đồng quan trọng giữa Washington và Bắc Kinh tại Biển Đông. Điều này cũng có phần giải thích tại sao Trung Quốc luôn lên án các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ quanh các thực thể mà Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi họ đã chiếm giữ của Việt Nam trước đây. Mỹ sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động tuần tra của mình tại Biển Đông. Và sau khi có luật hải cảnh mới, hải cảnh của Trung Quốc được cụ thể hóa quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu của Mỹ khi các tàu này đi lại bất chấp sự phản đối của Trung Quốc trong các vùng biển quanh các thực thể tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều này có khả năng sẽ dẫn tới một cuộc đụng độ nghiêm trọng giữa lực lượng quân sự hai bên, làm tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng khi là tâm điểm của một cuộc xung đột trên biển. Bắc Kinh vốn đã không dùng luật, giờ cũng nhợt như thôi. Tiến sĩ Abusa, giáo sư tại Học viện Quốc gia Mỹ đưa ra bình luận như sau. Rõ ràng đây là một phép thử cho Mỹ và các nước. Tôi đoán hành động của Trung Quốc đã được triển khai trong thời gian dài, đặc biệt khi Bắc Kinh hiểu rõ lực lượng cảnh sát biển của mình lợi hại như thế nào, xét tới ý đồ và thực thi các tuyên bố chủ quyền của mình trong lúc giữ tình hình dưới ngưỡng chiến tranh. Trung Quốc cũng đang hành động một cách khiêu khích vì họ đã tính toán rằng họ sẽ không dính trách nhiệm nhiều. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trong một lần hoạt động tại Biển Đông vào ngày 6 tháng 10 năm 2019. Luật của Trung Quốc mới ban hành cũng cho phép dùng vũ lực trục xuất các nước khác khỏi các thực thể mà Bắc Kinh đang tuyên bố chủ quyền. Điều này sẽ lập tức ảnh hưởng tới Việt Nam. Về mặt pháp luật, luật hải cảnh của Trung Quốc đã hạ ngưỡng cho phép dùng vũ lực chết chóc, do đó chắc chắn có khả năng tạo ra bạo lực nhiều hơn. Và cũng rất nguy hiểm khi Trung Quốc tuyên bố cả vùng chín đoạn là của họ và rất nhiều đảo của Việt Nam đang nằm trong vùng này. Và bất cứ lúc nào với đạo luật này thì Trung Quốc có thể tấn công, phá hủy và xua đuổi Việt Nam trên những hòn đảo đó. Nhưng phần còn lại, nhiều hiểu rõ bản chất của Trung Quốc vốn không quan tâm tới pháp quyền. Trước đây họ vẫn làm như thế và giờ họ sẽ tái lập điều đó theo những cách khác nhau. Đông Nam Á sẽ lo ngại và phẫn nộ. Tiến sĩ Abusa đã nêu quan điểm như vậy. Và rủi ro cho ngư dân Việt Nam suốt những năm gần đây, hải cảnh của Trung Quốc luôn có nhiều hoạt động phi pháp ở Biển Đông. Dù tuyên bố chủ quyền do Trung Quốc đưa ra đối với vùng biển này đã bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ vào năm 2016. Tuy nhiên, không chỉ phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, Bắc Kinh còn thường xuyên điều động tàu hải cảnh đến các hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, tấn công và đâm chìm các tàu cá của các ngư dân, làm họ thiệt mạng và hư hỏng tài sản. Điển hình, một tàu hải cảnh của Trung Quốc với cô cớ đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam đang hoạt động hợp pháp ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào năm 2020. Tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng liên tục hành động như hung thần ở Biển Đông. Lúc chưa được bảo kê quyền nổ súng mà như thế, nên nếu dự luật mới có hiệu lực thì nguy cơ đặt ra là hải cảnh Trung Quốc có thể dùng vũ khí tấn công tàu cá Việt Nam đang đánh bắt hợp pháp tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Bằng cách vũ trang cho các tàu hải cảnh và cho phép sử dụng vũ lực, Bắc Kinh đang gia tăng thách thức đối với các bên tham gia trong vùng biển tranh chấp liên quan đến Trung Quốc. Và điều này, Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đến giờ này vẫn im lặng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc tập trận ở Biển Đông. Theo thông lệ bình thường, tàu hải cảnh tuần duyên phi vũ trang sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tàu phi vũ trang. Phó giáo sư Nang Ki nhận xét và cho rằng các luật mới mà Bắc Kinh đặt ra sẽ thay đổi thông lệ đó và mở đường quân sự hóa tất cả các tàu hải cảnh tuần duyên của Trung Quốc. Tương tự, tiến sĩ Chris Lee, chuyên gia quốc phòng
thuộc trường nghiên cứu quốc tế tại Singapore cũng nhận định như sau. Cách đây không lâu, Trung Quốc đã sửa luật phòng thủ quốc gia. Luật mới cho phép Bắc Kinh triển khai lực lượng vũ trang ở nước ngoài để bảo vệ điều mà Trung Quốc xem là lợi ích quốc gia. Giờ đây, Trung Quốc tiếp tục sửa luật cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực trên biển. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang muốn tiến thêm một bước trong việc sử dụng cơ bắp để đảm bảo điều mà họ xem là lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Ông Colin đã nói và đặt vấn đề tiếp như sau. Xét trong bối cảnh hiện tại ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, diễn biến vừa nêu có khả năng gây mất ổn định. Thêm vào đó, khi Bắc Kinh vẫn phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với Biển Đông, thì việc trao thêm quyền của hải cảnh Trung Quốc như vậy sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trả lời tờ Thanh Niên, ông Craig Pohlin, giám đốc chương trình IMTI, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế thuộc của Mỹ, lo ngại luật mới của Trung Quốc về lực lượng hải cảnh của nước này có thể dẫn đến các căng thẳng mới, thậm chí có thể xảy ra bạo lực hoặc chiến tranh. Các quy tắc mới được áp dụng cho vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, nhưng như cách hành xử lâu nay, Bắc Kinh né tránh mô tả chi tiết các vùng biển nào. Nói cách khác, từ đó, các tàu chấp pháp của Trung Quốc sẽ sử dụng vũ khí ở bất cứ khu vực nào và bất cứ lúc nào mà họ cho là cần thiết, như ở Biển Đông hay ở Biển Hoa Đông, rồi sau đó lại tự biện minh để hợp thức hóa hành động. Và điều này xảy ra ngay trước ít ngày của Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng đây là một sức ép càng ngày càng lớn đối với Hà Nội? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 với bản tin Bắc Kinh cho phép cảnh sát biển bắn chìm tàu Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.